tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại. Đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi.